người đây, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người cùng nghe phần điệp khúc của bài Breaking Seas của Blackpink nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người phần điệp khúc 1, điệp khúc 2 và đoạn Breaking cuối cùng nha. Mình sẽ chia và dạy thành 3 phần. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy mẫu cho các bạn phần điệp khúc 1 nha. Thank you.
đổi chân này, lần này mình không nhấc chân mà là đặt tại chỗ. Tiếp theo là đó, lại nhá, đi 1 2 3 em lên em chạm em chạm. Ok, tiếp theo thì đến phần lắp của Lisa. Đặt tay chân nhá, rút và rút thật, rút thật, rút thật, tay chéo ra chéo và hất lên trước người này. Ok, để kết hợp với chân như mình cho mình nhá, dập chân trái này, rút thì sẽ nhún xuống. Tiếp theo nhún và nhún, sau đó chân trái đưa cao và tay chéo ra đây em bằng. Ok, nhìn lại cái chân như mình này, rút rút và nhìn lại cái chân như mình nha. Đây thật này, thật này, thật này, lên và đây và đây. Ok, tiếp theo bây giờ mình đang ở đây một cái đúng không, rồi vòng cho mình hẳn một cái trọng tâm một xíu, đồng thời bước chân phải lên hướng xuống. Ok, về bình thường này, rồi sau đó mọi người sẽ xử lý một hai nhịp, rồi tay chỉ thẳng, rồi tiếp theo tay cũng ở đây, người sẽ xử lý, và sau đó thì mọi người đưa mé phải và hạ tay xuống là xong. Tiếp theo nhé, mọi người sẽ đi lên cho mình khoảng 1-2-3 nhịp, hai nhịp thôi, 1-2 đến nhịp thứ ba thì người này không qua lại cho mình hai bên không thế nào, rồi như thế này, đó, kết hợp với nướng nữa, thoải mái ra, vì đường đó đi sang thì nghe rất là phiêu rất là thoải mái. Rồi nhá, tập tập quán đi lên cho mình này, 1-2-3 để không có trái, ta 4-5-6-7-8. Còn về tay thì mình sẽ xuống đi nhá, hoặc là mình sẽ kết hợp như mình 3-4 này, 5-6 này, 7-8 được chưa? Nhịp tiếp theo là đưa chân về, đầu tay làm dấu ok nhé, đánh vào và vào ba lần giống như mình zig zag vào và vào và vào ba lần được chưa? Khi tay đánh vào thì người sẽ đổ ra sau ngược lại, người đổ ra này và đây và đây, người với tay sẽ ngược hướng. Ok, tiếp theo là đưa chéo thì chân trái bước ra, được chưa? Về thẳng này, rồi breath, ti, breathe, ti, đánh vào đây cho mình hai lần, breathe, ti. Tiếp theo thông chân ra, thì tay miết, miết ra ngoài, rồi về nhá, hai tay kéo đôi xuống như này, rồi về nhún vào đây, hông lên, đau về thẳng không? Nhún một xíu, để hông lên, là xong. Ok, thì mình sẽ đến như các bạn, chậm không? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và xe bếp. Ok, bây giờ mình sẽ đến nhìn nhanh nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4,
7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 3 4 và 5 6 7 7 Ôi, bây giờ mình sẽ ghép nhạc các bạn. Sang hai chân thế nào, thế này đúng không? You know, sang và bật và tay che mặt thế này.
để đánh được không thì mình nhấc cái gót lên, sau đó đánh được không mà một vòng này, hai vòng, vòng thứ ba, vòng thứ tư thì kết hợp tay xuống. Bốn, năm,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, ready, 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 ready. Okay. Bây giờ thì mình sẽ vào đọc phần break nhanh các bạn. 5, 6, 7, 8, ta 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 ta. Khó khăn thắc mắc thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Hãy like và ủng hộ kênh của mình nhé.